Gần xong anh? Gần xong chưa? Đang làm nội thất đúng không? Sơn. Đây, sơn. Đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp. Không, nó nghỉ anh ở nhà. Có đấy, em vợ nó chồng em họ con không? Không, nó ở nhà cậu Khuyên, nhà bố mẹ nó trong đây mà. Ngay gần chỗ Phần Tân Đồng ấy, ngay khu trong ấy. Cũng là con có Khuyên á, Khuyên là em của mẹ của em. Họ Liên chứ. Em nghe xem đây đâu. Chưa chồng. Chết. Xem tình hình, nhiều anh em này xem tình hình nào. Nó là trên thành phố 3-4 năm ấy. Làm trên thành phố 3-4 năm mới về đấy. À, cái toán chắc làm công ty thôi. Học xong làm cái đấy. Chắc về đây gần gia đình. Ooh.
xuống.